Sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hoạt động của các doanh nghiệp xứ sở sương mù gặp nhiều cản trở bởi thủ tục rườm rà của máy hải quan. Trước thực trạng này, nhiều công ty buộc phải thay đổi cách thức vận hành để ứng phó với những hệ quả thời kỳ hậu Brexit. Không những thế, chính quyền London cũng buộc phải thay đổi để xóa đi những rào cản với Liên minh. Châu Âu, sau khi nền kinh tế quốc gia này gặp nhiều cơn gió ngược, không chỉ vì tiến trình Brexit mà còn bởi những diễn biến bất lợi trên thị trường tài chính thế giới. Trong những ngày gần đây, tin tức về Vương quốc Anh đang tập trung vào vấn đề làm thế nào để quốc gia này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Reuters ngày 5 tháng 7 trích lời ông Oliver Farrell, giám đốc điều hành công ty Farad, một cơ sở sản xuất ở ngoại ô thành phố Manchester, cho biết trong vòng 5 năm qua, hoạt động của công ty phát triển nhanh chóng và tăng gần gấp đôi số lượng nhân viên. Tuy nhiên, Brexit làm hạn chế khả năng tăng trưởng nên ban lãnh đạo buộc phải thiết lập các cơ sở sản xuất tại Đức để loại bỏ rủi ro xung đột thương mại. Theo Reuters, Farad không phải là công ty duy nhất ở Anh chuyển hướng kinh doanh. Số liệu thống kê của Đức cho thấy các công ty từ Anh đã thực hiện 170 dự án đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm 2022, khi các công ty này cần tìm đến chỗ đứng trong khối thị trường của Liên minh châu Âu. Không chỉ đến với nước Đức, chính phủ Hà Lan cho biết hơn 300 công ty của Anh đã chuyển sang hoạt động ở quốc gia này từ năm 2016 để tránh những hệ quả sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tính đến đầu năm 2023, tăng trưởng hoạt động đầu tư ở Anh chỉ cao hơn khoảng 1% so với thời điểm tiến hành Brexit vào tháng 6 năm 2016. Trong khi đó, cùng khoảng thời gian này, hoạt động đầu tư kinh doanh tại Pháp tăng trưởng 25%, Hoa Kỳ tăng 21% và Đức tăng 7%. Các nhà kinh tế ủng hộ Brexit cho rằng những dữ liệu như vậy đã bỏ qua thực tế là Anh đã tăng trưởng bùng nổ trước năm 2016, nên tất cả sẽ chậm lại. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát khác chỉ ra rằng Brexit là một yếu tố chủ yếu khiến hoạt động đầu tư trì trệ. Thị trưởng thành phố Manchester, ông Andy Burnham cho biết những câu chuyện về cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ là chủ đề thường thấy giữa giám đốc và các công ty ở thành phố. Ông nói khi EU vẫn là thị trường cực kỳ quan trọng với thành phố Manchester, hầu như không có yếu tố tích cực nào để đề cập đến. Trong hầu hết các trường hợp, Brexit đã mang lại thêm nhiều vấn đề phức tạp mà trước đây các doanh nghiệp chưa từng phải đối mặt. Theo ước tính vào năm 2019, 60% hàng hóa xuất khẩu từ thành phố Manchester có điểm đến là những quốc gia thuộc EU. Trong khi đó, London và các vùng Đông Nam, nước Anh xuất khẩu 42% hàng hóa đến EU. Ông Burnham cho rằng thành phố Manchester đã thành công trong việc thu hút giao dịch thương mại và hoạt động đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, giống như quan điểm của công ty Farad, các doanh nghiệp địa phương cảm thấy mối quan hệ thương mại dễ dàng hơn sẽ khiến thành tích của các công ty có thể còn tốt hơn nữa. Hiện tại, một số công ty ở Manchester đã đầu tư vào các cơ sở sản xuất và văn phòng EU để tránh bị gián đoạn hoạt động. Đối với những công ty khác, họ không có lựa chọn nào ngoài việc hợp tác và chia sẻ hoạt động kinh doanh với những công ty có vị thế tốt hơn để phát triển hoạt động kinh doanh tại châu Âu. Ví dụ như trường hợp của Creative Concern, một công ty quảng cáo và tiếp thị có hơn 20 nhân viên. Trong 20 năm qua, công ty đã tận dụng vị thế tiếng Anh là ngôn ngữ chung trên lục địa và xây dựng được vị trí vững chắc trên thị trường châu Âu. Công ty tăng trưởng bình thường sau thời gian Brexit, nhưng mọi thứ thay đổi khi các điều khoản thương mại mới với EU có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Giờ đây, Creative Concern không còn có thể đấu thầu trực tiếp cho các dự án liên quan đến Ủy ban châu Âu, mặc dù một số công ty đối thủ từ các quốc gia ngoài EU vẫn có thể tham gia. Do đó, Creative Concern buộc phải chia sẻ các dự án đang thực hiện với những công ty có trụ sở tại EU. Giám đốc điều hành Creative Concern nói một cách chua chát. Mặc dù vậy, chính phủ Anh khẳng định mối quan hệ với EU vẫn tiến triển tốt và việc dẫn một biên bản ghi nhớ về dịch vụ thương mại tài chính được ký kết vào tháng 6. Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt còn mô tả thỏa thuận này như một bước ngoặt trong cuộc đối thoại với Liên minh châu Âu. Theo các nhà kinh tế, hệ quả Brexit trầm trọng hơn còn do chính sách thiếu nhất quán trong dài hạn của chính phủ Anh. Cụ thể, các chính sách giảm thuế chỉ mang tính tạm thời và được điều chỉnh nhiều lần gây khó khăn cho những nhà sản xuất. Bởi các công ty này thường tính toán cho chu kỳ đầu tư trung bình 7 năm. Và lúc này, các công ty của Anh chưa biết chính phủ có quyết sách nào để cạnh tranh với Mỹ và EU trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng tái tạo hay không. Và nếu được thực hiện, chính phủ sẽ thực hiện theo hướng nào? Những phát biểu gần đây chỉ cho thấy chính phủ có mục tiêu đầy tham vọng là đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các quan chức cũng tin rằng những chính sách cho một thị trường tự do sẽ là lựa chọn hiệu quả hơn so với chính sách trợ cấp. Đối với công ty Farad, tác động của Brexit đến một cách ngấm ngầm vượt ra ngoài các quyết định về đầu tư. Giám đốc Farrell cho biết sẽ rất khó chịu khi các công ty Anh bị những khách hàng tiềm năng khước từ bởi rủi ro về tài chính. Khi chúng tôi gặp khách hàng, họ tỏ ra lo lắng. Theo kiểu đề nghị của Anh rất tốt nhưng việc triển khai dự án ở Anh chính là vấn đề.
Ông Farrell chia sẻ, những trở ngại được cảm nhận rõ hơn với 3P Innovation, một công ty đang phát triển khá nhanh, cũng có trụ sở ở ngoại ô thành phố Manchester. Sản phẩm chủ lực của công ty là các thiết bị tự động hóa được sử dụng trong ngành chăm sóc sức khỏe và thực phẩm. Khi vận chuyển, các thiết bị này thường được bọc cách ly để đảm bảo vô trùng. Người sáng lập Dave Sherwood cho biết 3P Innovation đã bỏ lỡ hợp đồng với khách hàng từ EU, cho rằng việc gửi thiết bị bọc cách ly đến Anh để sản xuất rồi trở lại EU là quá rủi ro, vì quy trình kiểm tra của hải quan có thể gây ra sự chậm trễ. Sau khi bỏ lỡ hợp đồng này, thì Sherwood nhận ra việc đảm bảo chứng nhận CE, một tiêu chuẩn an toàn của EU, là chìa khóa cho sự tồn tại của 3P Innovation. Vì các khách hàng ở EU đều muốn đảm bảo hai yếu tố sức khỏe và môi trường, đồng thời các khách hàng khác từ Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng muốn sản phẩm nhập khẩu có chứng nhận CE. Sau nhiều tháng gặp khó khăn trong việc tiếp cận chương trình chứng nhận CE, 3P Innovation quyết định mở một văn phòng ở Hà Lan để đảm bảo thông suốt các mối quan hệ thương mại. Theo Reuters, sau khi rời khỏi nước Anh, có rất ít dấu hiệu cho thấy các công ty sẽ quay trở lại. Giám đốc phòng thương mại thành phố Manchester cho biết các khách hàng ở khu vực EU muốn có ít rắc rối và họ không xem Vương quốc Anh là nhà cung cấp đáng tin cậy. Trước thực trạng này, Vương quốc Anh cần tạo mối liên kết tốt hơn với Liên minh châu Âu bằng cách trở lại chương trình nghiên cứu khoa học trị giá 85 tỷ bảng của EU. Tờ Guardian ngày 5 tháng 7 cho hay vào năm 2020, Vương quốc Anh bị loại khỏi chương trình nghiên cứu khoa học Horizon trong một cuộc tranh chấp ăn miếng trả miếng về việc không thực hiện đúng các thỏa thuận thương mại về Bắc Ireland sau tiến trình Brexit. Tuy vậy, đến tháng 3 năm nay, khả năng Anh giữ vai trò thành viên liên kết được mở rộng sau khi chính quyền London và EU ký khung thỏa thuận Windsor. Với những điều luật mở đường cho Anh thiết lập mối quan hệ kinh tế gần hơn với Liên minh châu Âu, vào cuối tuần này, các cuộc đàm phán để Anh trở thành thành viên sẽ được tiếp tục. Sau 3 tháng đàm phán, hai bên gần như đã đạt được thỏa thuận và những vướng mắc còn lại chủ yếu về chi phí tái gia nhập. Cụ thể, EU cho biết Vương quốc Anh sẽ không phải trả tiền cho năm 2021 và 2022, giai đoạn quốc gia này không là thành viên liên kết. Mặc dù vậy, Vương quốc Anh đang thương lượng để giảm bớt các khoản đóng góp vào quỹ hoạt động trong thời gian tới. Theo thỏa thuận hợp tác thương mại TCA vào năm 2020, các khoản đóng góp của Vương quốc Anh dựa trên tỷ lệ thành công của các dự án giao cho quốc gia này thực hiện. Do đó, Vương quốc Anh đề xuất các khoản đóng góp sắp tới nên dựa trên tỷ lệ dự án thành công cho năm 2023. Mức phí đóng góp này sẽ không cố định mà được điều chỉnh dựa trên tỷ lệ thành công của các dự án. Theo giải thích từ Vương quốc Anh, thì số thành viên tham gia chương trình nghiên cứu khoa học của EU vốn không ổn định nên không thể dựa trên số thành viên để tính số tiền đóng góp. Trước thông tin Anh sẽ trở lại với chương trình nghiên cứu khoa học Horizon, Giám đốc viện Francis Crick ở London, ông Paul Nurse, cho biết thỏa thuận này được các nhà khoa học ở Anh và khắp châu Âu tán dương. Ông nói, tôi khuyến khích Thủ tướng hoàn tất thỏa thuận và không nên chậm trễ hơn nữa. Kết nối với các nhà khoa học ở châu Âu là một trong những thế mạnh nghiên cứu lớn nhất của Vương quốc Anh và hoạt động này nên được duy trì lâu dài. Trong ngày 3 tháng 7, thì Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã hội đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Maros Sefcovic, để bàn về chương trình nghiên cứu hạt nhân Euratom, một nội dung vốn cũng nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học Horizon. Tuy vậy, theo Politico, Vương quốc Anh có thể sẽ không tham gia chương trình hạt nhân vì cho rằng hoạt động này không đáng để đầu tư. Phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra nên chưa thể thông báo thỏa thuận sau cùng. Chính phủ Anh cũng có phương án khác với ý định lập một quỹ khoa học riêng. Tuy nhiên, lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu cho rằng tư cách thành viên của chương trình Horizon là yếu tố quan trọng để Anh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tuyển dụng nhân tài. Những vấn đề rất khó giải quyết nếu được hoạt động đơn lẻ. Đối với Vương quốc Anh, những hệ quả từ tiến trình Brexit ngày càng trở nên rõ nét và đặt ra vô vàn thách thức đối với Thủ tướng Rishi Sunak. Trong thời gian tới thì chắc hẳn chính quyền London còn nhiều việc cần phải làm nếu muốn đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn. Đến đây, thời lượng dành cho câu chuyện thế giới đã hết. Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến đáng chú ý khác trong chương trình tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!